À vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Và đây là Minh Dũng Bồ Câu thưa các bạn. Thì hôm nay trại bồ câu Minh Dũng sẽ tiếp tục gửi đến các bà con những cái clip đúng không anh? Thời gian vừa qua thì Nông Dân Làm Giàu đã nhận được khá là nhiều những cái bình luận của các bạn, cũng như là nhiều người thì gọi điện cho Nông Dân Làm Giàu về cái làm những cái clip mới. Và đặc biệt họ quan tâm đến là giống bồ câu Titan Thái siêu thịt đúng không anh Dũng? Thì hôm nay thì ở trại mình đã nhập một số cơ số những cái loại giống từ Thái Lan về đúng không? Thì hôm nay bây giờ anh có thể chia sẻ với mọi người về cái loại giống này nhé. Xin chào bà con. Đây là giống bồ câu Titan siêu thịt mới vừa nhập về 2 hôm. Hôm nay giới thiệu cho bà con coi nhập về tới 10.000 cặp lận. Nhưng mà những cái chỗ này là bà con người ta lại đặt, mình hôm nay mình đem lên đây mình coi đẻ rồi mình mới giao cho bà con. Hôm nay hướng dẫn cho bà con và chỉ con câu Titan siêu thịt. Và ngay bây giờ thì chắc anh em mình sẽ dẫn mọi người đi xem một vòng quanh trại để xem 10.000 cặp của mình như thế nào nhé. Rồi. Đây là những cặp bồ câu Titan Thái vừa mới được nhập về các bạn nhé. Nhìn chúng rất là khỏe các bạn. Thì không biết là những cái cặp bồ câu này thì tầm được bao nhiêu tháng tuổi đây? Tất cả này là được 7 tháng hết. Bồ câu đang rất hộp. Có những con cũ nó còn lại nè. Có những con cũ là không? Là đang nuôi 3 con mà mười mấy 12 ngàn tuổi mà tổng lượng của nó là 5 đến 6 lạng. Con này là bao nhiêu ngày tuổi rồi anh? 12 ngày tuổi là 5 lạng rồi. À. 22 ngày tuổi là mình bán được. À cái con 12 ngày tuổi này thì cũng là giống Thái luôn đúng không anh? Thái. À bây giờ anh có thể chia sẻ một số thông tin coi như cái cách phân biệt về cái loại bồ câu ra ràng này mà chuyên của Thái không? Đây. Thì nó có đặc điểm như nào nhỉ? Chim ra ràng Thái này á là nó mình nó dài. Cái này ức nó liền nè, nó to. Nó không phải mà giống bồ câu Pháp Lai. Này bồ câu là bồ câu siêu thịt. Một con bố mẹ rất nhỏ nha, chứ không phải là lớn khủng khiếp đâu. Bố mẹ rất nhỏ nhưng mà ăn rất ít. Lúc ba con tới bốn con, để chỉ bà con nuôi bốn con cho coi. Ba con hết. À đây này, thì anh có thể chia sẻ thêm là cái thời gian vừa qua thì nhiều người băn khoăn về cái việc ở trại mình ấy nuôi cái loại Titan Thái siêu thịt và mình ghép 3 đến 4 con cùng nuôi cùng một lúc á, thì nhiều người họ phản ánh là cái thực ra đó là nuôi 3 đến 4 con nhiều khi nuôi không tốt á. Nhưng mà ở trại Minh Dũng đảm bảo là với cái việc mà nuôi 3 đến 4 con rất là vô tư. Thì bây giờ anh có thể nói kỹ hơn cho mọi người biết về cái chất lượng của loại bồ câu Thái này không? Thứ nhất là quan trọng là thức ăn. Quan trọng thức ăn nhất. Thức ăn á là phải cho ăn đúng lọ thức ăn. Là như là chia sẻ với tiếp trước rồi. Là coi như là cắp con cò, lúa mạch nhâm. À để mình nói cái lúa mạch nhâm cho bà con nghe nè. Cái lúa mạch nhâm đây là coi như là mình là ở trại bồ câu Minh Dũng mình là chỉ hàng ngàn trại là coi như là thức ăn lúa mạch là phải ngâm 24 tiếng. Rồi để thêm một đêm nữa sáng để ráo cho ăn là vừa nước mỏng á. Cho ăn là lý do gì bồ câu không bệnh, lý do gì là nó có men ở trong cái mầm đó, nó bồ câu nó ăn á, bồ câu con nó không chết sớm, nó không có chết, nhưng mà cho ăn, như cho ăn cái mà không ngâm á là bồ câu nó dễ chết lắm. Tại sao mà mấy bạn nói ở trên thầy bố có nói tại sao bồ câu em ba lớn vậy nó chết, lý do gì cái bồ diều nó nhỏ xíu mà nó cho ăn quá chừng luôn, nó đút vô nó không ngâm á, nó nở bù diều ra chết, chứ không phải bù câu bệnh hoạn gì hết.
lý do là ăn gạo không ngâm, lúa không ngâm là đều chết hết, dễ chết luôn. Ở trại mình áp dụng coi như là ăn ngâm mọc mầm. Thứ nhất con nó to thấy không, không chết. Ở trại này là luôn không bao giờ chết, không thuốc gì hết. Con này khá là to đúng không anh? Đúng. Con này thì được bao nhiêu ngày tuổi rồi anh nhỉ? Con này nó được 8 tháng tuổi. 8 tháng tuổi. Đẻ đời đầu rồi. Để nhập trực tiếp bên Thái về luôn mà. Tuy Tam Thái siêu thịt luôn đúng không anh? Siêu thịt nè. Đó nè. Đây mọi người có thể cận hình ảnh cho mọi người nhìn thấy rõ hơn này. Đây là Tuy Tam Thái siêu thịt nhé. Coi bà con coi nè. Đây mọi người có thể thấy rõ này. Ở trại Minh Dũng là áp dụng nuôi 3 con cùng một lúc này. Mình nuôi mình không có cầu kỳ mà mình không có áp dụng mô hình tiên tiến gì hết. Anh ơi, những cái 3 con này là được bao nhiêu ngày tuổi anh? 13 ngày tuổi. À. 13 ngày tuổi là trọng lượng là một con nó nặng là phải 4 đến 5 lạng. Nè, coi đây. À, tại vì á, tại em cũng tiếp nhận được một số thông tin đấy, thì đúng là cái loại bồ câu Tuy Tam Thái siêu thịt này là cái giống mới đúng không? Thì nhiều người á, đặc biệt là những cái hộ mà gia đình đặc biệt ở khu vực phía Bắc ấy, thì họ không có biết đến cái loại bồ câu này. Và khi mà kênh Nông Dân Làm Giàu của anh em mình ấy thì post lên thì họ bảo là cái loại này thực ra chỉ là loại Pháp thôi, Pháp Titan. Thì bây giờ là trại Minh Dũng của mình sẽ nói rõ cho các bạn biết là cái loại giống này thì nó như thế nào hay không? Cái nói tới bồ câu là người ta nói bồ câu Pháp hoặc Lai Pháp, chúng ta không bao giờ biết được cái giống bồ câu gì. Ở hiện giờ là trên thế giới này có 8 loại bồ câu. Thứ nhất là bồ câu Pháp. Là một pháp lai của mình là ở đây là cái con nó rất là dở, thịt nó đen. Rồi con pháp trắng là kia pháp anh, tôi đâu biết đâu. Đó là bồ câu này là bồ câu Titan, là coi như là đầu tiên nhất là ở của Thái Lan. Chỉ có giống bồ câu Titan nè, ở tỉnh Phuket của Thái Lan là nuôi cái này. Các bạn không tin thì hãy đến Phuket của Thái Lan, là người ta nuôi hàng vạn hàng triệu ở bên bệnh. Thì chính vì cái giống mới này thì nhiều người không biết nên mọi người đúng là cần phải cập nhật thông tin đúng không anh, về các loại giống mới này. Tại vì trước đó thì người ta nuôi bồ câu thì định hình trong đầu người ta đã là loại Pháp rồi đúng không anh? Thì khi mà xuất hiện giống mới thì nhiều người họ vẫn đúng là họ vẫn chưa thích ứng được không ạ? Bây giờ cái toàn bộ là từ miền Trung, miền Bắc là miền Bắc anh em mình đó, là coi như là xuất phát từ Trung Quốc, 100% là của Trung Quốc chứ không bao giờ mà của Thái. Nhưng mà của Trung Quốc lại đi mua của Thái. Hiện giờ là ai nói giống Việt Nam mà có loại thứ ba là không có, của Trung Quốc. Tất cả là đều Trung Quốc hết. Là mà Trung Quốc mà nó đem qua bên Việt Nam mình rồi á, là bồ câu đó, bồ câu con, bồ câu nó bơm á. Tại bên Trung Quốc nó nuôi nó không có tự động mẹ đúc mà nó bơm. Thành thử ra về á, nuôi được 50-50. Là coi như là 50-50. Là nó bơm là bù nhiều nó bị đắt rồi. Về tới 2 tháng rưỡi tới 3 tháng là bắt đầu nó đổ bệnh. Lý do là bên Trung Quốc nó nhập Thái Lan rồi bên đó nó xài không hết, các tỉnh lân cận miền Bắc đều mua lại của Trung Quốc. Là mua lậu Trung Quốc đó nha. Chứ mình đang nói đó là không phải có giấy tờ như mình có giấy chim cá cảnh để xuất ở nước ngoài về. Có nguồn gốc như mình thôi nha. Mình xin nói là ở Việt Nam mình có hai người có thể xuất được thôi, ngoài Bắc với lại trong đây là mình. Nói chung là cái trại Minh Dũng Bồ Câu của mình á, là khi mà người ta nhắc đến ở phía khu vực phía Nam,
nuôi chim bồ câu thì chắc chắn người ta sẽ phải nhắc đến trại bồ câu Minh Dũng đúng không anh? Mà bồ câu Minh Dũng là ở trong miền Nam mình, trong miền Nam mình không dám nói ngoài Bắc, ngoài Bắc thì nhiều người ta nuôi cũng có số lượng nhiều hơn mình, và đồng thời có những người ta đi trước là mình không biết được. Là mình chỉ biết mình ở đây là nuôi năm 1998, là hôm nay là 21 năm, là mình người đầu tiên trong miền Nam là nuôi công nghiệp đầu tiên, là không có ai nữa, là coi như là trong miền Nam mình giờ là có giống bồ câu hai gạch này là của Titan là đều của Minh Dũng hết. Dũng bán ra người ta gầy ra giờ vẫn có nhiều người con nó không bằng cái đời đầu, nó gầy ra là mấy chục lứa nữa cái tiếp rồi. Ở đây là mình từ người đầu tiên là đi tiên phong là bồ câu nuôi chuồng và nuôi công nghiệp. Dạ, thì nói chung là cái loại bồ câu Thái này khi mà tại vì nhiều người cũng băn khoăn về cái việc mà bồ câu mà nuôi quần thể với nuôi trong này á, trong lồng như anh em mình đang nuôi này, thì clip trước thì anh em mình có từng nói đến cái việc mà nuôi quần thể rồi, nhưng mà hôm nay riêng đối với cái loại bồ câu Thái này thì anh có thể phân tích kỹ hơn về cái việc mà khi mà mình nuôi trong lồng như này thì nó sẽ đạt hiệu quả năng suất như thế nào hay không? Nuôi quần thể là đạt chỉ được 60% thôi, còn nuôi chuồng như vậy mình kiểm soát được. Thứ nhất là những con nào đẻ yếu là mình dạt nó đi. Còn mình nuôi quần thể là những con giả thể như những con mà nó không đạt, trống nhiều, nó ăn thôi là mình cho ăn riết mình mà là tốn kém và mình không có lời. Còn ở đây là mình coi những con nào mà không đạt loại liền. Đúng không? Những con nào không đạt thì mình loại liền đúng không? Đây, chúng ta có thể thấy là bồ câu ở trại Minh Dũng là được nuôi nhốt trong những chiếc lồng này các bạn nhé. Thì hiện tại thì kích cỡ một cái lồng như nào nhỉ? Hiện giờ lồng nuôi trên bồ câu là phải 50-50, cao 50, ngang 50, dọc 50. Đây, các bạn có thể theo dõi những chiếc lồng này. Các loại bồ câu Titan Thái siêu thịt này thì đa số là người ta nuôi nhốt trong lồng này đúng không anh? Nuôi nhốt lồng đó. Ở Thái Lan thì người ta có nuôi vậy không anh? Ở Thái Lan người ta nuôi, hiện giờ là người ta nuôi cũng như vậy. Nhưng mà người ta nuôi kỹ thuật cao hơn mình chút xíu nữa. Là người ta nuôi, mình cũng đang học hỏi bên Thái Lan vậy. Là mình nuôi là một con trống hai con mái. Hiện giờ mình nuôi 10.000 cặp để dạy nó, cho nó đẻ ra, đẻ trứng ra, mình nắp xong nó nở ra là mình cho những con khác nuôi hộ. Ở bên Thái Lan người ta nuôi như vậy. Tại vì những cái nước mà người ta đi đầu, người ta nuôi trước á, thì người ta sẽ có những cái phương pháp hoặc là kỹ thuật nó tốt hơn đúng không anh? Thì ở trại mình thì chắc là những tháng sắp tới thì trại Minh Dũng bồ câu mình sẽ làm một clip về cái việc mà áp dụng thử nuôi một con trống hai con mái đúng không anh? Được. Mình đang thí nghiệm rồi, thí nghiệm 1 năm rồi. Mình đang nuôi dưới trại lớn của mình ở dưới Long An. Mình thêm 1 năm nữa mình mới công bố cho bà con được biết hết là nuôi như thế nào để cho nó đạt 120%, chứ không phải như 80% bây giờ, phải đạt 120%. 100 cặp phải đời ít nhất là phải 8 triệu cho một tháng. Trung bình hiện tại thì 100 cặp là mình lời khoảng bao nhiêu anh Dũng nhỉ? Nếu mà mình áp dụng bình thường như thế này là coi như là đẻ ra con nào mà đẻ không ấp thì mình cho vô máy, rồi đem ra cho con khác nuôi á. Hiện giờ là mình một bình quân là từ 52.000 một con là 104.000 một đôi á, là trừ chi phí hết rồi. Một tháng nó 100 cặp nó là 160 con, là nó lời chi phí hết rồi, cũng là phải lời từ 5 đến 7 triệu cho 100 cặp. Nói chung là đối với những cái người nông dân mà họ khởi nghiệp á, thì số tiền mà 5 đến 7 triệu một tháng á, đúng là một số tiền đáng mơ ước đối với nhiều người đấy.
Nhưng mà đối với những cái hộ mà họ đã quyết tâm mà khởi nghiệp bằng bồ câu á, thì không phải, theo mình nghĩ là không phải chỉ 100 cặp đâu các bạn ạ. Họ có thể nuôi khoảng vài trăm cặp đến cả ngàn cặp. Thì các bạn cứ thử nghĩ là một cứ 100 cặp mình lời khoảng từ 5 đến 7 triệu, thì mình cứ nhân lên cái cấp độ nhân thôi. Ngoài ra còn cái việc là bạn có thể lập nhà hàng, các bạn chế biến món ăn, các bạn bán, thì nói chung là cái kinh tế các bạn sẽ phát triển lên, đúng không anh? Như đầu tiên mình có một cái nhà hàng thôi, quán ăn nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình có 2 cái nữa là 3 cái. Mình đang mở một cái khách sạn kiếm luôn nhà hàng tiệc cưới nữa. Là coi như là mình chủ yếu là bán đồ sống hết. Ở đây là nhà hàng là bán đồ sống, bồ câu sống, heo sống, vịt sống, gà sống, rồi tất cả đều sống hết. Chủ yếu là chim bồ câu, chim bồ câu bán tới 10 món ăn do chính tay Minh Dũng chế biến ra. Bồ câu tiềm nè, bồ câu quay nè, bồ câu roti nè, bồ câu roti, bồ câu nướng, bồ câu hàm bất nhiễm, bồ câu tiềm nước bắc, rồi bồ câu nướng bội, vân vân. Bồ câu nói về bồ câu nhiều, chứ là nói về tới bồ câu là bổ lít hết, giúp để cho người gầy hoặc người bệnh người ta bổ nhất. Vâng, thì nói chung là nhắc đến các loại thức ăn thực phẩm mà thì người ta nghĩ ngay đến bồ câu là rất là bổ, đúng không? Và ngoài ra thì khi mà nhắc đến bồ câu Titan Thái siêu thịt thì người ta sẽ nghĩ ngay đến trà bồ câu Minh Dũng. Vâng, thì cái clip này thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé. Thì nếu các bạn mà có quan tâm hoặc đến những cái thông tin mà cũng như là chia sẻ về cái việc mà những cái thông tin mà ở trại mình chia sẻ, và đặc biệt là những cái chương trình mà trại mình lập ra để cho những cái người có thể khó khăn ấy, thì các bạn có thể đăng ký kênh này, subscribe kênh này. Rồi có gì nếu cái clip này cảm thấy bổ ích thì các bạn cho mình một like nhé. Thì clip này thì mình cũng xin dừng nhé. Hẹn bà con 15 tháng 7 hàng năm hãy đến trại bồ câu Minh Dũng tặng miễn phí chim bồ câu nha. Mình không lấy tiền, mình chỉ tặng tình. Xin chào mọi người nhé.